tiếng Anh và bỏ ra đôi mà tôi không biết giỏi tiếng Anh đâu. Để tôi nói cho. Tôi không biết tiếng Anh đâu. Đường tôi đi. Không. Bị tiếng Nhật nhẹ đúng không? Hả? 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 Rồi. Rồi sao? Tan tan tinh, tan tinh tinh tan tan tan. Sai. Tôi nghe là tôi đã thấy lông cô rồi đó. Tình. Rồi, nghe nhạc gió không? Ồ, vẫn nghe tiếng Anh nói chuyện nha. Ừ, Canh cũng bị khác rồi. Với S Channel. Và một mùa Valentine nữa cũng đã tới. Thì hôm nay ban tổ chức mời đến hai cặp OTB, OTB lâu đời Châu Giang máy bay đại chiến cùng với OTB mới nhú Canh Hy Nam Khánh đại chiến âm nhạc à, kết nối thông qua âm nhạc check nữa cùng Gu. Âm nhạc là thấy cũng thua rồi đó. Đúng rồi đó. Trước khi đến với phần chơi hát nối của chúng ta thì mọi người sẽ phải qua một thử thách ghép đôi thông qua trò chơi là Blind Date. Trước tiên mình sẽ cần phân chia đội bằng trò chơi nho nhỏ khởi động mang tên ghép cặp theo gu nhạc. Bốn bạn sẽ lần lượt được cho nghe hai playlist nhạc. Hai bạn nào chọn cùng một playlist sẽ ghép thành một cặp. Mỗi playlist sẽ có một tính chất âm nhạc khác nhau để xem là các OTB của chúng ta có cùng gu âm nhạc hay không. Và trên tay tôi đây là kết quả sau trò chơi Blind Date. Có hai người chọn playlist 1 và hai người chọn playlist 2. Thì chắc chắn rồi. Chắc chắn là anh với Giang rồi. Mình thích nhạc nhẹ đúng không? Hả? 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 Rồi. Rồi xong. Playlist 1 được Châu Giang nè và Nam Khánh lựa chọn. Độc thân sao không lắc nhẹ. Còn playlist 2 do Canh Hy và Máy Bay lựa chọn. Ủa sao em chọn playlist 2? Vì là nhạc ballad nhẹ nhàng là em rất là thích. Ừ anh cũng thích nhẹ nhàng. Đúng rồi đó. Sao mạnh mẽ quá vậy? Nhạc đùng đùng lên em thích vậy đó. Rồi xong, OTB thôi rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu trò chơi hát nối. Sau khi đã ghép cặp xong, chúng ta sẽ bước vào game 2 để kiểm chứng coi hai nữ này có thật sự cùng gu với nhau không, có thuộc được hết list nhạc cùng nhau không. Cách thức chơi rất đơn giản. Tổng có 7 lượt chơi tương ứng với 7 lớp song trong playlist Valentine mà ban tổ chức đã chuẩn bị. Ban tổ chức sẽ phát đồng thời đoạn nhạc bằng Galaxy S21 FE kết nối với hai bộ Galaxy Buds 2 Pro cho cả hai người là đại diện của hai cặp đôi. Người đại diện giành được quyền trả lời phải đoán đúng tên bài hát mà mình nghe. Nếu trả lời sai thì đội còn lại sẽ có quyền tiếp tục lượt chơi. Khi nhận được quyền hát thì mỗi thành viên trong cặp đôi phải lần lượt hát nối nhau, tối thiểu mỗi người một câu. Nếu hát đúng thì sẽ giành được một điểm, còn hát sai thì đội kia sẽ được quyền hát. Tổng kết 3 vòng chơi, cặp đôi nào có điểm cao nhất sẽ giành chiến thắng. Để trò chơi diễn ra mượt mà hơn thì hôm nay ban tổ chức sẽ dùng con điện thoại Samsung Galaxy S21 FE. Em điện thoại Galaxy S21 FE này có thiết kế bị cao cấp, màu sắc trẻ trung, màn hình Samsung thì mãi đỉnh siêu nét và lướt siêu mượt. Chính xác, mà lần này á phải kết hợp cùng với cặp tai nghe Galaxy Buds 2 Pro. Ôi, tiền quá ha. Cầu hôn là kiểu mới vậy hả anh? Không có đeo vô ngón mà đi nhét lỗ tai. Rồi, các bạn nhớ theo dõi đến cuối video này để nhận được phần quà mini game cực kỳ xịn sò nha. Nhưng mà tôi phát hiện là sẽ có cái sự ăn gian. Tại vì có tới hai cái tai nghe có là phải kết nối tới hai cái điện thoại, mà lỡ có máy bật chậm hơn máy bật nhanh hơn đúng. Là tôi thấy là bất công. Đúng. Đúng. Bà ơi, cái đó là xưa rồi. Xưa rồi. Tại vì em Galaxy S21 FE này có tính năng là Dual Audio, cho phép cùng kết nối cả hai tai nghe với một thiết bị điện thoại. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình. Tình 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 tăng tăng tình. Tăng tình 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 tăng tăng tăng. Ủa? Chưa đẹp? Chưa đẹp? Mất được luôn. Mất được luôn. 3, 2, 1. Hả? Là gì? Còn phải nói bài si tình. Nhớ câu gì không? Nhớ câu gì không? Tình 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 ta ta tiếng, ta tình 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 ta tang tang. Đó là đang đợi câu đấy. Không tôi hát tiếp đúng không? Giây phút em gặp anh là em biết em si tình. Tình 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 ta toan toan tính, toan tình 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 toan 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 toan. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình. Sai, tôi nghe là tôi đã thấy lông cô rồi đó. Tình lông cô bảo chứ cũng đáp án là đó là thật ra có đúng là tình đừng tình toan toan tính toan tình mình tình tan tan tình tình mình tình đừng có mà toan tính thì tình mình sẽ tả tình tang. Gọi bài gì? Trả lời ạ. Nát tan của pháo. Sao? Thì sao vậy? Sao chị không hỏi em? Tại chị hỏi em cái bài gì đó không? Kìa bóng dáng ai của pháo nó sai. Rồi bây giờ đi coi hát được không nè.
Con tim đợi chờ lòng yếu mềm. Sai. Tiếp tiếp. Hả, không sai rồi. Hát là hát vô có là sai rồi, tại vì không nhớ đoạn tiếp theo là gì. Chỉ muốn nói ra rồi, chỉ nói ra rồi hết. Chỉ muốn nói ra rồi hết thôi. Từng phút từng giây em, từng phút từng giây em. Nè em nè. Chờ, em chờ lòng này yếu mềm. Sai. Chỉ muốn nói ra hết thôi, từng phút từng giây ta yêu anh nhiều thêm. Bóng dáng anh vượt qua đây, vượt qua đây. Làm em thao thức qua đêm ngày và đêm ngày. Bóng dáng anh vượt qua đây thôi. Ủa, tại nãy là tôi hát thêm để tôi thêm vũ đạo cho chương trình thôi. Đủ rồi, bỏ một câu là được rồi. Cái chẳng có gì ý nghĩa khi mà không có anh. 3, 2, 1 Có đi. Bài gì ạ? Bài là bài thích thích của Phương Ly. Làm sao mà tôi thì không biết bài này được, rõ ràng đúng không? Anh sẽ biết điều cần thiết là nắm lấy tay em. Thì lúc này đây em chỉ muốn gần bên anh mỗi ngày. Wow. Hay quá vậy ta. Anh vẫn muốn quỳ gối trước nàng công chúa, em nhớ đêm này. Ủa? Ừ đúng rồi. Nhớ đêm này đó. Rồi tao 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 nha. 3, 2, 1 Tao đến là đây là một bài hát của Đức Phúc nha mọi người. Ngày đầu tiên. Yeah. Chính xác. Này Đức Phúc phát đến đâu ta? Điều anh luôn là luôn thấy em cười. Chẳng cần phải lo lắng vì anh ở đây rồi. Dễ đẹp là xinh đẹp. Quá dễ luôn. Bận lòng nhiều điều về em. Em bình tâm hơn chưa hay là nước mắt mẹ suốt đêm. Đây là bài 3, 2, 1 Trước khi mà tôi trả lời á thì tôi phải dành một cái lời khen cho ban tổ chức là cái sự chuẩn bị rất là chu đáo cho cái chương trình ngày hôm nay. Tôi đeo cái chiếc tai nghe này mà tôi nghe ở ngoài hả, xì xào quá trời luôn, nhưng mà vẫn nghe được nhạc rất là sắc nét để giúp tôi đoán được đáp án chính xác cho trò chơi. Em là ồn nhất á. Nãy giờ bà ồn nhất đó, nhưng mà biết sao không, ban tổ chức biết là mọi người rất ồn cho nên là chuẩn bị em đang nghe Galaxy Buds 2 Pro này có tính năng chống ồn chủ động ANC. Nói lại đi, chống ồn mà không nghe. Trời đất ơi. Đây là thế hệ Galaxy Buds đầu tiên hỗ trợ toàn bộ 3 mic 2 signal to noise radio, nhận biết tiếng ồn và lọc tiếng ồn tốt hơn 40% so với thế hệ trước, mang đến không gian trải nghiệm âm thanh tuyệt vời hơn. Đặc biệt là nhờ loa hai chiều giúp dài âm bass trầm, âm bổng cân bằng mượt mà, tối ưu hóa âm thanh 360 độ sống động như nghe studio vậy đó. Vừa muốn chống ồn lại vừa muốn nghe có tính năng xuyên âm. Ê bật thử cái đó, bật thử cái cho tôi đi, bật thử cho tôi. Rồi, nghe nhạc rõ không? Vẫn nghe tiếng anh nói chuyện nha. Ừ, Cathy có người khác rồi. Cái này là có hẹn với thanh xuân monster. Em biết thằng không được đâu, khó lắm. Một ngày của em dạo này như thế nào? Thường thấy quán quen hay đến này ổn. Trời ơi, thấy chưa, sợ chưa? Có đâu ai ngờ một ngày tình cờ như giấc mơ, biết đâu bất ngờ một ngày nào đời như ý thơ. Ý thơ cái gì? Ủa chưa mà. 3, 2, 1 Có đâu ai ngờ cầm con của Duy Mạnh. Ước mong anh về lại, tựa nắng chiếu lên ngày mai. Ai ngờ ngang trái, gió đưa anh về nơi sớm mai. Thôi nhường, tại vì những cái dòng nhạc này không phải sở trường của team chúng tôi. Đây vòng chung kết nha. Rồi và đây là bài hát cuối cùng để phân thắng bại nha. Là bại rồi mà. Thì lỡ anh thắng thì được cô vòng quê. Là có tiebreaker. Cố lên, cố lên. Em cố lên. Tiếng Anh và bỏ ra đôi mà. Tôi không biết hát tiếng Anh đâu. Để tôi nói cho. Tôi không biết hát tiếng Anh đâu. Tôi đi. Không. Bà không biết tiếng Anh. Dương hả? Đây là bài I Do. Bài này là khả năng cao là bản collab mới của Đức Phúc với lại 911. Something old, something new, something borrowed, something blue. I've been waiting till I hear you say I do. Yeah! Victory! Quá là hay đi. Quà của các bạn sẽ là em Samsung Galaxy S21 FE.
Wow, cái này dễ thương nha. Thằng Sài Gòn mà không có con mới hả? Nguyên hộp là phải đưa đưa lấy con lại thấy đẹp thích cái màu này. Với lại là thật ra là tôi like chim cho Seven S nhiều lần, mấy lần like con này rồi và cũng rất là mong muốn có một con xài thử, thì nói chung là xịn. Tham gia mini game nhận ngay một tai nghe Buds Hydro siêu xịn. Mọi người hãy comment tính năng bạn thích nhất trên Galaxy Buds Hydro xuất hiện trong video. Gợi ý A Dual Audio, B chống ồn chủ động ANC. Comment phía bên dưới kèm với số may mắn gồm có 4 chữ số kèm theo hashtag làm chủ cuộc sống, Galaxy S21FE, Galaxy Buds Hydro. Con số may mắn được lựa chọn sẽ được tính theo kết quả giải đặc biệt xổ số miền Nam ngày 16 tháng 2 nha. Rồi và vừa rồi cũng là phần chơi của hai cặp OTB của chúng ta. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye.